Spider Bitch xuất hiện đầu cho tập truyện Wolverine Volume 3 số thứ 67. Cô tên là Ashley Barton, từ vũ trụ Earth 807128, vũ trụ của Old Man Logan. Ashley là con gái của Hawkeye Clint Barton, cùng với con gái của Peter Parker là Tonya Parker. Có lẽ vì thế mà Clint nên gọi Peter là bố vợ, mặc dù Clint lớn tuổi hơn Peter. Ashley là một cô nàng vô cùng nổi loạn. Cô sở hữu khả năng của loài nhện thông qua dòng máu của ông ngoại Peter và đã trở thành Spider Bitch. Cô đã thành lập một nhóm sơ hùng trẻ để đối đầu với Kingpin nhằm chiếm đoạt lãnh thổ của hắn. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà Ashley đã bị ông bố của mình nhốt vào nhà ngục. Vì vậy, Ashley sau đó đã thoát được ngục và xém nữa thì đã cho ông già nhà mình người muối đất nếu như Clint không được Logan cứu. May mắn thay thì tuổi trẻ một nào rồi cũng đến lúc trưởng thành. Ashley sau đó tiếp nhận di sản của gia đình và đổi tên thành Spider Girl cho nó thân thiện hơn. Cô sau đó đã được Superior Spider-Man chiêu mộ vào nhóm để giết Cam trong sự kiện Spider-Verse. Và đó là hết một phút ngày hôm nay. Hẹn các anh trong video tiếp theo.